vì mình cần sức khỏe. Các con ơi, ngày nào mình cũng uống sữa, thế các con có biết ly sữa thơm mát được lấy từ đâu không? Đấy, các con ngồi được không? À, chúng ta sẽ cùng đi thăm các cô bò sữa ở trang trại Vinamilk, các con đồng ý không? Yeah. Chào mừng các gia đình đến với trang trại bò sữa Vinamilk Nghệ An. Đây là trang trại đầu tiên ở Đông Nam Á vinh dự đạt chuẩn quốc tế Global Gap. Để có nguồn sữa tươi thơm ngon thuần khiết, thức ăn cho bò đạt tiêu chuẩn quốc tế, khẩu phần cho bò được lập với tỷ lệ dinh dưỡng tối ưu và cỏ dinh dưỡng cao được nhập khẩu từ Mỹ. Thức ăn đã được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và rất là ngon lành. Bây giờ cô chú mình sẽ phục vụ bữa ăn cho các cô bò. Các con đồng ý không? Giống bò này được nhập khẩu từ Úc và các em phần và được trang bị chip điện tử theo dõi sức khỏe thường xuyên. Nhờ đó các cô chú ở đây có thể biết được là bò bị lúc nào và chăm sóc nó kịp thời hay không. Chắc là thức ăn ngon lắm nên là các cô bò ăn quá trời. Mà ở đây rất là sạch sẽ, rất là hiện đại này. Mái che cách nhiệt, hệ thống cào phân tự động. Những chú bò lại còn được ngủ ở trên nệm nữa. Các con biết là khi mà các cô bò được vắt sữa thì sẽ được làm gì không? Đây là nhà vắt sữa với quy trình hiện đại khép kín để tạo ra dòng sữa tươi thuần khiết. Con thấy là không khí đây rất là trong lành phải không? Vì là chúng ta có một quy trình xử lý chất thải rất là tối tân và hiện đại nè. Rồi có hệ thống cào phân tự động tại mỗi một chuồng bò. Ở đằng xa kia chúng ta sẽ nhìn thấy phân sẽ được tách thành chất thải khô và chất thải nước. Chất thải khô thì sẽ được ủ thành phân bón. Còn chất thải nước thì qua hệ thống xử lý biogas và hồ sinh học mà ở ngay sau lưng chúng ta sẽ trở thành khí đốt và nguồn nước tưới cho đồng cỏ. Và như vậy là tất cả những hộ gia đình xung quanh trang trại Vinamilk không bị ảnh hưởng một chút nào. Môi trường lúc nào cũng được giữ trong lành như thế này. Đây mới chỉ là một trong 5 trang trại bò sữa của Vinamilk thôi. Bác Dũng nói với chú là đến cuối năm nay sẽ có thêm 4 trang trại nữa. Tổng số lượng bò cung cấp sữa hiện nay của Vinamilk, các con có biết không? Có 80.000 con bò nhá. Mỗi ngày bắt được 550 tấn sữa nhá. Tương đương với 2,7 triệu ly sữa. Ôi nhiều chưa? Tôi cứ nghĩ là những trang trại rộng lớn và hiện đại như này thì chỉ xuất hiện ở những nước mà chăn nuôi bò sữa. Nhưng mà thật là ấn tượng và bất ngờ khi trang trại bò sữa của Vinamilk cũng được đầu tư rất là bài bản và đạt tiêu chuẩn quốc tế như thế này. Tôi thì cứ nghĩ là bò chỉ cần ăn cỏ tự nhiên bình thường thôi. Nhưng rất bất ngờ là thức ăn của bò được chăm sóc một cách kỹ lưỡng và xử lý nghiêm ngặt đến thế. Tôi thấy việc chăm sóc và vệ sinh chuồng trại liên tục cho hàng ngàn con bò thật sự là một công việc không hề đơn giản. Nhưng mà tôi rất là bất ngờ khi mà đến đây với cái trang trại Vinamilk rộng lớn như thế này và việc giữ được bầu không khí hoàn toàn trong lành và không hề bị ô nhiễm. Trước đây mình đã luôn tin tưởng vào chất lượng Vinamilk, nhưng mà quả thật hôm nay khi mà tận mắt chứng kiến một cái quy mô trang trại như thế này càng có thật sự khâm phục nữa. Và là mẹ thì có thể nói mẹ thực sự yên tâm để bé của mình và cả nhà uống sữa Vinamilk nữa.